Đồng biên phòng Vĩnh Quân phối hợp với trường trung học cơ sở Vĩnh Ngân tổ chức buổi tuyên truyền về những thủ đoạn lôi kéo lừa đảo các em học sinh, đặc biệt là các thủ đoạn lừa đảo thông qua mạng xã hội. Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được nghe những nội dung về các hành vi, thủ đoạn của các đối tượng mua bán người, kỹ năng xử lý các nguy cơ bị xâm hại, bị lừa bán. Đặc biệt phụ nữ trẻ em gái cần thận trọng khi làm quen, giao tiếp trên mạng xã hội từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm năng lực nhận biết âm mưu phương thức thủ đoạn tác hại của tội phạm mua bán người góp phần về sự an toàn của mỗi người mỗi gia đình và toàn xã hội.